Chào mừng các bạn đã đến với Techmark, và nếu các bạn đang xem video này hãy nhớ like và subscribe cho Techmark nha. Và nếu như các bạn đang quan tâm tới những sản phẩm smartphone thì tại Di Động Việt đang có rất nhiều ưu đãi, đặc biệt là các dòng iPhone mới. Link thì bọn mình sẽ để phần mô tả để cho các bạn tham khảo nha. Xiaomi trong nhiều năm qua được coi là Apple của Trung Quốc, không phải vì họ là công ty có tầm vóc lớn như là Apple, mà nằm ở cách công ty này sao chép phương thức làm sản phẩm của Apple, cùng với chiến lược giá rẻ đã từng giúp Xiaomi trở thành nhà sản xuất di động lớn nhất ở Trung Quốc cách đây vài năm. Nhưng cho đến bây giờ thì Xiaomi chỉ còn là cái bóng của chính mình tại chính quê hương của họ mà thôi. Theo một thống kê mới nhất từ Counterpoint năm 2019 này, thì phần của Xiaomi tại Trung Quốc đã giảm tới 38% và đẩy công ty xuống vị trí thứ 5 trong danh sách các nhà sản xuất di động lớn nhất tại Trung Quốc. Và thậm chí là trong thời gian tới thì vị thế của Xiaomi sẽ còn tiếp tục bị lung lay nữa, khi mà các thương hiệu con của đối thủ đang tiếp tục gặm nhấm thị phần của họ và có thể đạp đổ Xiaomi bất cứ lúc nào. Vì vậy, hướng đi mới của công ty là tìm kiếm sự tăng trưởng ở nước ngoài. Ở hiện tại thì việc bành trướng ra nước ngoài có thể coi là một nước cờ khả dĩ nhất, bởi vì sự sụp đổ của Huawei tại thị trường quốc tế đang đem lại cho các nhà sản xuất khác cơ hội không hề nhỏ, trong đó có Xiaomi. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao từng là ông vua di động ở Trung Quốc nhưng bây giờ thì Xiaomi lại càng ngày càng mờ nhạt tại chính quê nhà của mình, để rồi phải tìm đường đi xuất khẩu lao động? Thực tế vấn đề nằm ở chính chiến lược sản phẩm của Xiaomi. Khi mới ra mắt thì Xiaomi đã xây dựng thương hiệu của mình tại Trung Quốc bằng cách là đưa ra thị trường các mẫu sản phẩm có cấu hình tốt với giá rẻ. Nhưng mà chiến thuật này thì rất là nhanh chóng bị các công ty khác sao chép. Ở các thương hiệu như là Oppo, Vivo cùng với Honor, một thương hiệu phụ của Huawei, đã nhanh chóng lấp đầy thị trường với các mẫu smartphone cấp thấp và tầm trung với thiết kế vô cùng độc đáo và táo bạo để cạnh tranh. Việc một chiến lược tạo nên thành công bị sao chép quá dễ thực sự là một thảm họa, và ngay lập tức Xiaomi phải tìm cách để phản kháng lại bằng cách là sao chép chính đối thủ của mình. Lần lượt các thương hiệu con như là Pocophone hay là Black Shark hay Redmi được tung ra, nhưng mà ngoại trừ Redmi được đầu tư bài bản nhất và có tiếng nói nhất từ trước đến giờ thì hai thương hiệu con còn lại hoàn toàn là rất là mờ nhạt, và thậm chí là Pocophone còn đang trên bờ vực bị khai tử, hoặc là hầu hết các sản phẩm của họ được đánh giá rất là tốt về giá trị, giá thành sử dụng. Việc người dùng không mặn mà lắm với những cái thương hiệu mới của Xiaomi cũng đã để lộ ra một cái sự thật là người Trung Quốc hiện nay đã khá là quen với sự thống trị của Apple ở phân khúc cao cấp, và Huawei cùng với một chút nữa đó là BBK với hai đứa con của mình, đó là Oppo và Vivo ở phân khúc giá còn lại. Xiaomi thì từ trước đến giờ chỉ được biết đến với các điện thoại giá rẻ, và đây cũng là một cái điểm chết người trong chiến lược của họ. Việc không thể với được lên các sản phẩm phân khúc cao như là đối thủ đã khiến Xiaomi khó có được những cái tên gọi đẳng cấp ngang hàng với Apple hay là Huawei. Một dẫn chứng không phải đâu xa, khi mà chỉ vừa mới bị đe dọa diệt vong ở thị trường toàn cầu thì ngay lập tức Huawei đã trở lại đè bẹp tất cả các đối thủ của mình ở thị trường Trung Quốc với thị phần chiếm tới 42%. Một con số mà bất kỳ công ty nào khác cũng có nằm mơ thì cũng chẳng thể với tới được. Có thể việc Huawei vươn lên ở quê nhà còn nằm ở lòng yêu nước, nhưng mà chắc chắn lý do chính vẫn là công ty này đã đủ sức tạo ra được những sản phẩm có đẳng cấp thực sự ở phân khúc cao cấp thì mới có thể thu hút được người dùng đến như vậy. Hay nói cách khác thì lòng yêu nước và chiến lược tiếp thị truyền thông hợp lý của Huawei đã giúp cho công ty gần như là độc chiếm thị trường nội địa. Nói tóm lại thì Xiaomi dù vẫn là một nhà sản xuất có tiếng nói lớn trên làng di động, nhưng mà họ đang mắc kẹt ở chính chiến lược sản phẩm của mình. Những màn giới thiệu sản phẩm đắt đỏ như là Mi Mix Alpha hay là chung chi với DxO Max để đứng đầu thế giới camera di động theo xếp hạng đang cho thấy một Xiaomi dám làm ra sản phẩm cao cấp thực sự chất lượng. Nhưng mà liệu rằng thì điều đó có được đền đáp bằng sự tăng trưởng về doanh số lẫn thị phần hay là không thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, đặc biệt là tại chính quê nhà của mình Trung Quốc, nơi chính họ đang dần bị các đồng hương của mình vượt qua. Còn các bạn cảm thấy như thế nào về video này thì hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì Hồng Nhi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.